Và sau đây màn ẩm thực thượng thừa của anh em mình sẽ chính thức bắt đầu nha mọi người nha. Đầu tiên anh em mình sẽ thiết kế một chiếc cần câu để cẩu con cá này xuống để trao qua nó để cho nó đỡ mùi tanh. Sau đó anh em mình sẽ om. Sau đó anh em mình có một chiếc nồi chuyên dụng nữa cơ. Tí nữa anh em mình sẽ nồi gì bí mật. Nào, cẩu nó lên nhá. Nào. Từ từ nhá. Rồi. Hạ xuống. Ôi, hạ xuống đấy. Hạ xuống. Nào. Từ từ. Nào, kéo bắn cái toay tao. Từ từ nhá. Nhìn cái đầu nó xuống. Rồi. Dưới lên rồi. Nào, nơi cẩu nó lên một tí để anh đẩn cái đầu nó xuống luôn. Nào một phát, dính cái đầu nó xuống luôn. Đấy. Thế cho nó đấy từng bộ phận một nhá. Mình chỉ trao qua với cẩu thôi. Rồi, ok. Ok đấy. Nào. Cẩu lên. Lên. Cẩu lên. Rồi. Bây giờ đang cắt nó. Rồi. Thôi thì ok luôn rồi nè. Cẩu lên đi nữa. Rồi. Rồi đặt xuống. Ôi, bảo bảo. Rồi. Ok nha mọi người nhá. Cái bước đầu tiên của anh em mình đã xong rồi, con cá nó chỉ hơi vàng vàng một chút thôi để cho nó cái chính là để cho nó đỡ tanh. Bây giờ mới đến tiết mục chính đây này. Vẫn chưa đến tiết mục chính. Lấy khế ra đây cho. Tiết mục gần chính. Giờ mới đến công đoạn gần chính nha mọi người nhá. Hôm nay là sẽ anh em mình sẽ om khế con cá này. Rồi. Chừng này khế khá là chua đấy mọi người ạ. Anh em mình vừa thiết kế xong nồi gọi là lẩu chấm đen, gọi phong cách nhà vườn. Nhưng mà bây giờ là đang mắc một vấn đề là lửa to quá. Bây giờ anh em mình chỉ cho lửa lưu siêu thôi mọi người ạ. Lửa lưu siêu thôi. Từ từ, cấp cứu. Lấy cho anh cái quế. Đây rồi. Bây giờ phải bớt lửa. Chạy đi. Phải bớt lửa to quá. To lửa quá, nó lại cháy bố ở bên dưới nữa thì hỏng hết bánh kẹo. Cẩn thận chết quả bí đấy anh ơi. Được. Mọi người thấy ok chưa? Cây nhà lá vườn nhà anh em mình chả có gì cả, chỉ có mỗi chút rau sống rồi với lại hành hiếp rồi
ngọn rau bí các kiểu đấy. Đấy, ngọn rau bí này. Anh em thấy kia đâu? Đấy, ok chưa? Anh em cả cứng. Mọi người nhìn thấy con cá chấm đen của anh em mình thế nào? Anh nhìn đã thấy muốn ăn rồi. Xin phép anh. Hả? Ý, lấy quả ngon một quả. Mời bà Tư biết, bà Tư giết bỏ. Không biết đâu. Mời tất cả mọi người nhá. Xa, mình phải thử một miếng nha. Quá tuyệt vời, mọi người biết tại sao không? Cá chấm đen này là cái ở hồ to, hồ Định Công nó to. Thế nên là nó kiểu như mời tất cả mọi người nha. Gần như là cá hồ bán tự nhiên ấy. Nó rất là dai. Nó rất là dai chứ nó không bở như cá hồ dịch vụ nhá. Anh em mình phải săn mãi mới được đấy. Ngọt lắm rồi ạ. Wow. Ngọt thì nó ngọt. Khói. À Tư, thưởng thức chai Coca. À ừ nhỉ. Quên. Nào Tư bắt đây kìa. Ok. À. Dơ. Không chay không về. Chay cũng không về. Quá là tuyệt vời luôn. Ngon đi. Ngược gió à? Cho anh một viên linh đan tỏi đen của em. Ừ, chị. Ngon lắm. À, đang có hơi có một tí gió nó tạt về phía Mao Đệ. Nhưng mà mình sẽ điều chỉnh chút gió. Điều chỉnh tí khói. Đấy. Anh nhớ anh có điều gì mà. Rồi. Căn bản là bây giờ chín rồi, chỉ để cho nó sủi lăm tăm với kia thôi. Thế nên là mình không sợ, không sợ đấy nữa. Đó, ok. Bắt đầu chén. Chén. Ok chưa? Ấm lắm mọi người ạ. Rau bí mới không tước à? Con gì? Rau bí non mà. Có cái rau khoai lang kìa. Đây. Ôi, làm chén rau bí. Đây, rau lang đây nhá mọi người nhá. Đẩy đằng sau mình. Ở nhà mình toàn rau sạch thôi. Thế nên là không sợ. Chỉ thỉnh thoảng có con sâu thôi, rau sạch thế nên nó mới có sâu. Con sâu nó mới làm rau nồi canh. Đó. Ấy, nghe khói à? À, mình cũng chưa biết đặt tên cái món này là món gì à? Gọi là quái thú sổng chuồng, ai gì nhỉ? Quái khói quá. Không được rồi. Gió nó hơi tạt về phía anh em mình. Rồi lại ok rồi. Món này nó cảm xúc nó ùa về. Cái hết vắt. Mới đầu định mình định là nấu chín đi xong rồi mới ăn kia. Nhưng mà ăn như thế không ngon. Đúng rồi. Thế nên là mình... Ừ. Cái nấm nó béo chưa? Thế nên là mình phải chạy ra vườn lấy cái máng gà vào để thiết kế thành một cái nồi chế biến con chấm đen đây. Đấy. Thôi, nói trêu thế thôi chứ không mọi người lại tưởng anh em mình lấy máng gà để nấu ăn là bẩn nhá. Đây là cái nồi anh mình vừa hàn lúc sáng đấy. Uầy, khói quá. Hơi khói một tí, mọi người thông cảm chút nhá. Nhưng mà để được thưởng thức cái món ngon này cũng phải chịu khó một chút. Đúng, ăn nó kiểu nhấp nhổm này nó mới hồi hộp, nó mới ngon này. Đó. Thịt nó cực kỳ chắc này, đây này. Cho mọi người xem. Đấy nhá. Đã hầm lâu như thế rồi mà nó vẫn dai này. Ấy, thấy chưa? Thấy chưa? Ấy. Nó lại dai cực. Thịt nó rất là chắc nhá. Cái cá này là cá hồ, nó gần như hồ bán tự nhiên ấy, thế nên là ăn nó phê lắm. Ui, dài lắm. Mình hồ nó rộng, đặt. Nước nó sâu. Đúng rồi. Mao Đệ tí nữa bị lôi xuống hồ. Mình thì thật ra là mình cũng chạm mấy con cá ở đấy nhưng mà không bắt được, nó khỏe quá. Mình thử chơi lớn nó khóa máy lại mà. Mao Đệ thì may mắn hơn là đứt trục nhưng mà vẫn mắc cá. Hôm nay thời tiết cũng ủng hộ anh em mình, đáng nhẽ gió từ đằng kia chạy đi. Thì bây giờ gió nó lại bắt đầu tạt từ phía trước anh em mình, tạt vào mặt anh em mình. Thế nên là thời tiết không ủng hộ cho lắm. Thôi được, không sao. Quyết định kệ, ăn được. Ăn uống nó hơi gì? Hơi
hơi gì đó một chút. Em nghĩ là em có thể đủ chỗ đây. Hả? Mày ngồi đấy đi. Ngồi thật sự nhá. Mùa đông này nhá. Ăn một nồi đấy này. Nó cay nhá, nó chua nhá. Cảm giác là cái nó xông lên mũi mình nó kiểu như chữa cảm cúm ấy. Rất là kinh điển. Chà chà. Ăn uống nó phải thế này. Và ngọt nhỉ nhỉ. Ngọt. Nấu cực mà. Mình chưa làm cái cá chấm đen mà nấu canh chua như này, gọi là om khế này, rất là chua, như khế của mình rất chua. Khả năng mình sẽ dập được nó. Rồi. À bây giờ nhá. Cái mắt nó như kiểu cá ngừ đại dương này. Cái đầu cá nó là ngon nhất, đẳng cấp nhất cái đầu cá. Từ từ, bây giờ đưa ta mượn đũa. Sẽ lật lên cho mọi người xem cái mặt dưới của nó, xem nó có bị cháy không nhá. Xem cái nồi của anh em mình có kỳ không nhá. Có chuẩn không nhá. Tại vì mình đã mất khoảng tầm 2 tiếng mới thiết kế được cái nồi. Ui, như rồi. Ui chà chà. Ui da, ngon chưa? Ấy chưa, ai bảo là không ngon. Quá là ngon luôn. Wow. Wow, đấy. Wow, chín hết rồi. Đấy. Nào. Rắc muối. Vẫn rất là nóng nhá, thế nên là vẫn nhúng rau thoải mái nhá mọi người nhá. Thế là bây giờ mình lại phải order một đôi đũa mới. Hả? Anh lấy đũa của em anh cả một đời. Lâm lỗ à? Đâu? Bên này này. Đâu? À ở đây, đấy. Cầm lấy, không thì ăn bốc tay. Đi ăn đi lấy đôi mới. Kệ mày. Thật ra là con cá này để nói là cũng có một, gọi là một phần là mau để câu được. Tại vì cái lúc nó câu, lúc nó bị, tức là nó giật lên mà nó không kéo được con cá, tí nó bị kéo xuống hồ ấy. Thì đứt dây, may mắn là có những bạn bè xung quanh, cô dì chú, gọi là mấy anh câu cùng ngoắc lên cho. Đấy, đứt trục mà vẫn được cá, gọi là siêu. Quên mất, mình đáng nhẽ ra mình phải thiết kế cái bếp nó âm xuống xuống đất ấy, thì cho dù có gió đi đâu thì gió mình sẽ đục một cái lỗ thông cái khí nó đi khói ra chỗ khác ấy. Thì muốn khói đi đâu thì khói, không bao giờ bị sao. Thôi lần sau mình sẽ thiết kế quả nồi như thế vậy, à cả bếp như vậy. Cho rau lang vào, hai rau lang ăn. Em ăn cái mắt nó, à. Em phải tăng được một cân cả vì nó béo. Rau lang nhà mình tươi mơn mởn đấy mọi người nhá. Hơi thì hơi dài. Nhà mình toàn rau sạch thôi, chứ không ăn rau kia đâu. Đấy. Rau bí này, úi trời, tuyệt vời không? Anh ăn trộm cái quả kia của em kìa. Tao bị điên. Đấy, này. Ngon thế này cơ mà. Nhúng nó xuống. Cái quả holo của em ấy, quả bí con ấy. Chịu, ai biết được. Dạ. Cái gì? Quả bí con ăn mẹ nhặt rồi. Quả bí mà để đâu? Quả bí mà để đâu? Em để đây này. Ừ, để đấy thì bố ai biết nó ở đâu. Từ nó dai chắc lắm rồi. Ngọt. Rồi. Chọn bí đây, để lâu rồi, vàng mất rồi. Thấy không? Vẫn rất là nóng nha. Tại vì có thêm thời gian hay thêm sức, anh em mình cũng không thể ăn hết con cá này được. Chỉ gọi là nếu mà ăn khỏe bây giờ ấy, thì được khoảng tầm một nửa.
Còn đâu mua nhờ để vào, đúng không? Anh mình đói lại lôi cơm nhà ăn tiếp. Ừ, đúng rồi, nếu có bát cơm nữa thì đúng rồi. Tầm hết. Mọi người biết tại sao không? Riêng mà có bát cơm ấy, nhưng mà phải đặc biệt là cơm, cơm phải cơm nguội nhá mọi người nhá. Khi cơm nguội chan canh nóng, canh chua nóng vào. Không hết giờ, còn cơm nóng thì... Cơm dẻo nguội cơ. Không, cơm dẻo nguội gì, cơm nguội. Em đi ăn cơm dẻo nguội. Cứ cơm nguội được. Là ngon. Cứ càng canh nóng à. Tuyệt vời luôn. Hôm nay đi câu ấy thì rất tiếc là không quay được phao, với lại kêu cho mọi người lần sau, hẹn mọi người lần sau anh em mình sẽ quay lại cận cảnh quá trình anh em mình vừa câu được cá và giật được cá nhé. Quay phao trong giật luôn. Thật ra người ta cứ bảo anh em mình thả cá xuống để kéo câu lên ấy, nhưng mà những ai trong những người biết câu lục ấy, biết câu cá với biết đi câu cá nhiều ấy, thì mới biết là thả cá thì nó như thế nào và câu được cá thật nó như thế nào. Câu được con cá thật ở hồ ấy thì nó cực kỳ khỏe nhá. Nó có thể kéo, nếu mà như mao đệ con này ấy, tầm con này là cân 9 cân, nó có thể kéo mao đệ xuống hồ luôn. Nếu mà hôm đấy mao đệ mà không có cái quả vụt thì nó kéo một phát rúi cần xuống chạm vào cái thang.